Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo tuổi trẻ. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người lao động trong cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày. Quý thính giả ở Hà Nội đã có kế hoạch gì cho dịp lễ này chưa? Nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch để khép lại một mùa hè và tạo hứng khởi cho trẻ con chuẩn bị vào năm học mới. Nhưng nếu không thích sự đông đúc ồn ào ở những con phố mùa thu Hà Nội như Phan Đình Phùng, Hàng Mã, thì các bảo tàng sẽ là điểm đến lý tưởng trong dịp lễ 2 tháng 9 này với nhiều trải nghiệm thú vị. Trong tập podcast hơn một chuyến đi xa kỳ này, hãy cùng chúng tôi điểm qua những bảo tàng nổi tiếng ở Hà Nội mà quý vị không thể bỏ lỡ trong dịp lễ này. Tham quan bảo tàng ở Hà Nội, bạn sẽ được tham gia hàng loạt hoạt động hấp dẫn như làm đèn lồng, trải nghiệm cổ phục tiệc, làm gốm sẽ được các bảo tàng tổ chức chờ du khách khám phá dịp lễ 2 tháng 9 này. Điểm đến đầu tiên mà quý vị không thể bỏ lỡ đó là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tọa lạc tại số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn nổi tiếng bởi tòa nhà lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Toàn bộ khuôn viên bảo tàng khoảng 4.700 m2, trong đó diện tích trưng bày trên 3.000 m2. Bảo tàng được chia thành nhiều không gian với chức năng, không gian trưng bày thường xuyên, không gian trưng bày chuyên đề, không gian sáng tạo cho trẻ em và không gian ẩm thực và đồ uống. Dịp lễ 2 tháng 9 này, ngoài việc chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, du khách còn được tham gia workshop sáng tạo cùng giấy gian vào các ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Giấy gian là loại giấy được làm thủ công từ bàn tay khéo léo của đồng bào dân tộc Mông. Trong workshop này, người tham gia sẽ được sáng tạo thử làm những chiếc đèn lồng xinh xắn với loại giấy này. Lựa chọn thứ hai cũng không hề kém cạnh, đó là Bảo tàng Vốn Bát Tràng. Nằm bên bờ sông Bắc Hưng Hải, Bảo tàng Vốn Bát Tràng nổi bật với kiến trúc được lấy cảm hứng từ bàn xoay. Một dụng cụ làm gốm của người dân làng Bát Tràng. Đây là một trong những điểm đến thu hút du khách khi đến thăm làng gốm. Không gian bảo tàng gốm Bát Tràng được chia thành 6 tầng, đó cũng chính là 6 khu trải nghiệm khác nhau. Qua mỗi không gian, du khách lại được hiểu thêm về nghệ thuật gốm truyền thống của người Việt, chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm ấn tượng. Đặc biệt, tại khu vực tầng G, du khách có thể hóa thân thành nghệ nhân gốm, làm quen với bàn xoay, tự tay sáng tạo sản phẩm gốm cho riêng mình. Nếu yêu thích không gian xanh, hòa mình vào thiên nhiên giữa lòng thành phố, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bảo tàng này là nơi thu hút đông đảo du khách, các bạn nhỏ mỗi dịp cuối tuần. Bảo tàng có 3 không gian trưng bày, các dân tộc Việt Nam, tòa nhà trống đồng, trưng bày văn hóa Đông Nam Á và văn hóa các dân tộc trên thế giới, tòa nhà cánh diều, vườn kiến trúc. Trong đó, vườn kiến trúc gây ấn tượng với du khách bởi không gian xanh mát, tiếng suối chảy róc rách và 10 kiến trúc dân gian Việt Nam dưới những tán cây. Đó là khuôn viên nhà người Chăm, nhà người Việt, nhà Rông Bana, nhà dài Ê Đê, nhà mồ Gia Rai, nhà mồ Cơ Tu, nhà sàn Tày, nhà nửa sàn nửa trệt người Giao, nhà trệt mông, nhà trình tường của người Hà Nhì. Nếu bạn là những người yêu thích lịch sử, lại muốn con có một kỳ nghỉ vừa vui lại vừa bổ ích, thì đến thăm Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam vào dịp lễ này là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì đây là nơi lưu giữ và bảo quản khoảng 200.000 tư liệu, hiện vật gắn liền với lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam là nơi để du khách hiểu thêm về lịch sử văn hóa lâu đời và quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khi tham quan bảo tàng, du khách có thể kết hợp ghé thăm nhiều công trình kiến trúc Pháp nổi tiếng ở Hà Nội như nhà hát lớn, dãy nhà trên phố Tràng Tiền, tản bộ Hồ Gươm, khám phá phố cổ Hà Nội. Điểm đến cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn là Bảo tàng Hà Nội. Không mất vé tham quan, Bảo tàng Hà Nội đang là điểm đến trung hút giới trẻ bởi trải nghiệm việc phục độc đáo. Đây cũng là một trong những bảo tàng có diện tích lớn nhất tại Hà Nội với quy mô 54.000 m2. Bảo tàng được thiết kế từ ý tưởng chùa một cột, có dáng dấp tựa như một đóa sen. Với hơn 70.000 tài liệu hiện vật sinh động, Bảo tàng Hà Nội sẽ đưa bạn khám phá lịch sử văn hóa của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Thời gian qua, bảo tàng đã có nhiều đổi mới về hình thức trưng bày để thu hút khách tham quan. Đến với Bảo tàng Hà Nội dịp lễ 2 tháng 9, du khách sẽ được trải nghiệm các không gian trưng bày hóa thân thành các tiểu thư xưa với cổ phục Việt hay chiêm ngưỡng bộ sưu tập hóa thạch lịch sử trái đất với nhiều hiện vật quý giá. Ngoài các bảo tàng kể trên, dịp lễ này nhiều bảo tàng di tích khác tại Hà Nội cũng mở cửa phục vụ du khách tham quan khám phá như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nghỉ ngày 2 tháng 9. Mong rằng những chia sẻ trong tập podcast hôm nay đã phần nào giúp quý tín giả có thêm nhiều sự lựa chọn thú vị để tận hưởng kỳ nghỉ lễ ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Quý vị đã có kế hoạch đi đâu trong dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới? Hãy cùng chia sẻ cho chúng tôi biết. Và đừng quên theo dõi những số tiếp theo của podcast Hơn một chuyến đi xa để cùng nhau khám phá thêm nhiều địa điểm hấp dẫn và mới lạ. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập tiếp theo.